Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Phước, chị Ngô Thị Loan hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương và bao bọc của ba và mẹ. Vào năm 18 tuổi, chị Loan đến Hà Nội bước chân vào giảng đường đại học. Sau 4 năm cố gắng học tập, vượt qua nhiều thử thách khó khăn, chị Loan đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân luật của trường Đại học Luật Hà Nội. Nhưng rồi như một cái duyên, chị Loan lại chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để gắn bó, để viết tiếp những ước mơ, những dự định mà chị sẽ thực hiện trong tương lai. Là xuất thân từ một sinh viên trường luật và báo pháp luật đó, là mình nó luôn là có một cái gì đó ấn tượng trong mình đó, và mình rất là hay, coi như là một độc giả trung thành đó. Thì trong một lần thôi, mình cứ đọc bình thường thì mình thấy tổ ấm tôi mơ. Và mình có coi một cái clip quay một anh là trong một căn phòng trọ. Do mà công việc của mình cũng bận rộn á, giai đoạn đầu thì mình đọc cho biết thôi, mình cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Giai đoạn mà mình đi hay đi về nhà, mình làm ở quận Tân Bình mà về quận 8 khá là xa. Và trong một tuần mà Sài Gòn mưa liên tục á, mình đi về xong rồi mình cảm thấy tâm trạng nó bực bội. Mà cái không gian sống của mình nó cũng chật này. Thứ hai là khi nhìn những người vô gia cư á, mà ở ngoài đường á, thì tự nhiên trong lòng mình lại nhớ đến cuộc thi này và mình đã quyết tâm tham gia. Chị Loan chia sẻ, dù mới sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vỏn vẹn một năm, nhưng chị thật sự yêu quý nơi đây. Môi trường làm việc và sinh hoạt luôn tất bật và hối hả, nhưng nó rất phù hợp với một người trẻ đầy hoài bão như chị. Chị Loan quan niệm rằng nếu đã chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi để phát triển sau này, chị cần phải có một cuộc sống ổn định với một ngôi nhà và một tổ ấm thuộc sở hữu của bản thân. Ông bà ta thì hay nói an cư thì mới lập nghiệp. Thì theo em câu nói đó nó vẫn còn có giá trị tư tưởng đến bây giờ. Tại vì từ xưa ông bà rồi đến tận bây giờ đó, thực tế của nhu cầu cuộc sống thì mình luôn biết được là nhu cầu của một tổ ấm thì trong mỗi người ai cũng có hết. Và đặc biệt là những người trẻ như mình, tổ ấm là nơi khởi nguồn mọi thứ cho cuộc sống. Đó là nơi mà mình thực hiện tất cả các hoạt động như phục vụ cho nhu cầu sống của mình á. Từ cái cơ bản nhất như ăn uống ngủ nghỉ, cũng là nơi mà mình trao yêu thương và gửi gắm yêu thương. Tham gia cuộc thi này thực sự là mình cũng muốn mình sẽ đạt giải. Và đã tham gia cuộc thi thì đương nhiên mình luôn luôn muốn mình đạt giải nhất. Nhưng mà nếu thực sự là bài thi của mình hoặc là mình không đủ các tiêu chí thì để có thể nhận được một cái phần thưởng giá trị lớn nhất của cuộc thi á, thì mình cũng mong muốn mình nhận được một cái giải gì đó trong cuộc thi này. Thứ nhất là để làm động lực cho bản thân, và thứ hai là mình cũng muốn là đánh dấu một cái bước ngoặt cũng như tạo một dấu ấn gì đó về một cuộc thi đầu tiên trên trang báo mà mình tham dự. Đến với cuộc thi Tổ ấm tôi mơ, chị Loan sẽ đem tất cả niềm hy vọng, sự khao khát trong tâm hồn để mong được chiến thắng. Vì chỉ khi chiến thắng, chị mới đạt được mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời một cách nhanh chóng. Mục tiêu đó chính là trở thành chủ nhân của một căn nhà, căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, một nơi an toàn, ấm áp để chị trú ngụ cả cuộc đời.